nãy giờ nói đùa thôi, chứ thực ra những người như là Thành hay là chị Minh Tuyết là cái người hát nhiều với anh Dũng. Ủa mà Trấn Thành ơi, em hát với con Dũng bài gì? Nghĩa nói là MC nói anh, em chưa nói. Hát rất là nhiều với anh Dũng đó. Em nói là chị Minh Tuyết hát cùng với anh Quang Dũng. Có, có đấy, có anh được tiếp xúc nhiều với anh Quang Dũng. Thành. Trời ơi, MC nó lật như bánh tráng cái gì nè, mới nói lật lật tưởng hát không trời. Ôi em thấy bình thường mà có gì đâu. Như là bán bánh chuối nè. Cái chị mà có cái áo mà như kẹo thốt nốt chảy nha, tôi nói cho chị nghe nha. Hồi nãy là cái anh kia nói rõ ràng, bây giờ chị lật ngược lại hai người dễ sợ nha. Ủa, em chưa có nói gì trơn anh Nghĩa, nói những điều gì đi em nói lại cho mọi người nghe thôi, mọi người sao vậy trời. Một mình em đang nói không có như. Trời đất ơi, mình đang chi nãy giờ người ta lật mặt. Trời ơi cho vừa. Đến đây chưa nè. Dạ, thưa quý vị, và tiếp theo chúng ta sẽ gặp một chàng trai, anh ta rất là yêu mến ca sĩ Mạnh Quỳnh. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe ngày cuối cùng bên Quỳnh Lam. Dạ, Quỳnh Lam. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình ngay sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony, hay trên Google Play và App Store.